Bác ơi, cho cháu hỏi bác tên là gì nhỉ? Bác tên là Luân. Vâng, bác bao nhiêu tuổi hả bác? Bác năm nay là 62 tuổi rồi. À, vâng, bác sử dụng thuốc giảm bóng nam này lần đầu tiên sử dụng đúng không ạ? Bác cảm nhận thuốc giảm bóng nam này như nào hả bác? Nói chung là cái thuốc này xoa vào thì là rất là thích. Vâng. Cảm giác như là cái cơ thể của mình nó chuyển đấy. Vâng. Có thấy dễ chịu không ạ? Vâng, rất là dễ chịu mà. Đầu tiên thì nó cho là nó mát, xong rồi là nó nóng dần lên cơ thể, cái nóng dần lên là cảm thấy là cái cơ của mình nó chuyển động ấy. Khi mà cái thuốc đắp vào nó tạo mát, có nghĩa là cái thuốc này nó rất là mát. Nhưng mà khi nó thẩm thấu được vào bên trong là nó đã tác động vào đến xương của bác rồi đấy. Thì nó sẽ hơi ấm ấm một chút. Đấy. Và nó khi mà bác cảm thấy nó ấm ấm rồi là các cái mạch máu và các cái khí huyết của nó được lưu thông đấy ạ. Thì cháu cũng mong rằng bác cố gắng sử dụng thuốc giảm bóng nam này. Vì đây là thuốc nam nên nó điều trị xương rất là tốt. Mong là gặp thầy gặp thuốc để cho nó bệnh nó giảm đi thì Dạ vâng, vậy thì bác bị thoái hóa là bác bị thoái hóa cổ đúng không? Dạ. Thoái hóa cổ và thoái hóa lưng thì bác đi chụp chiếu thì bị mấy đốt nhỉ? Chụp chiếu thì chỉ biết là ở cổ mới ở lưng thì 3 đốt thôi. Vâng. Cổ thì 2 đốt. Vâng. Vâng. Hôm nay của cháu sờ cho bác là 2 đốt cổ và 3 đốt lưng. Đấy. Cái đau lưng là đi chụp ở lưng, đốt xuống lưng thì bảo là bị 3 đốt nó thoái hóa rồi. Trước lúc chưa sử dụng thuốc giảm bóng nang này thì bác đã sử dụng qua cái thuốc gì chưa? Thì cứ ai mách cái thì làm cái đấy, coi như là cũng chưa gọi là chưa cứ dùng thuốc nào mà gọi là ấy, cứ thấy đau thì ai mách cái thì cứ xoa bóp đấy thôi. Thì nó cứ giảm đỡ nhưng mà nó không bao giờ thấy không khỏi. Bác có hay bị mất ngủ không? Đau có bị mất ngủ không? Mất ngủ thì người già rồi thì cũng không ngủ nhiều đâu. Có lúc nào mà đau quá cảm thấy không ngủ được không? Nó đau quá không ngủ được thì không thấy có. Thì có nghĩa là của bác cũng chưa đến mức độ quá quá nặng. Nhưng mà của bác thì cũng đau. Bác cố gắng sử dụng thuốc để cho mau khỏe bác nhé. Vâng.